Chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình radio trực tuyến Điều Em Muốn Nói. Chương trình được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube ngày hôm nay. Thầy là Việt Bảo sẽ làm nhiệm vụ kết nối và mang những thông điệp yêu thương của các em gửi đến những người cần chia sẻ. Như các em đã biết, những ngày vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động sống dường như chậm lại vì cơn đại dịch. Tuy nhiên, các em vẫn có thể bắt gặp được rất nhiều hình ảnh tích cực được lan tỏa ngay trong thời điểm này. Đó là tinh thần nhường cơm xẻ áo, là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, quân nhân, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch, hồng mong quê hương của chúng ta mau sớm khỏe mạnh. Trong trường tư tưởng đó, một lá thư của một bạn nhỏ lớp 4 đã gửi về chương trình. Bạn còn gửi theo đó là cả nỗi niềm của mình. Nào, chúng ta hãy cùng nghe xem nỗi niềm của bạn là gì các em nhé. Con chào thầy ạ. Con là Nguyên An, học sinh lớp 4. Đã 2 tháng nay con không được gặp mẹ, vì mẹ là bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu. Con rất buồn khi số ca nhiễm mỗi ngày còn rất cao. Càng buồn hơn khi nhiều người còn chưa trung thực khi khai báo y tế, chưa tự giác cách ly. Nếu như vậy, mẹ con và các cô chú bác sĩ sẽ không được về nhà. Con mong mọi người hãy trung thực, có ý thức tuân thủ quy tắc 5K để dịch bệnh mau hết và con sẽ sớm gặp mẹ. Con chúc thầy và mọi người nhiều sức khỏe. Lá thư thật cảm động đúng không các em? Nỗi niềm mà bạn nhỏ muốn gửi đến chúng ta không chỉ là sự nhung nhớ đối với người mẹ của mình, mà đó còn là ý thức tự giác, sự trung thực của mỗi chúng ta ngay trong thời điểm này. Đó là chiếc chìa khóa để chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng nhất. Nhắc tới đây, thầy bỗng nhớ đến trong chương trình tiếng Việt lớp 4 cũng có một câu chuyện nhắc về đức tính trung thực. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ấy để hiểu rõ vì sao trung thực lại cần thiết đối với con người đến thế. Câu chuyện Một Nhà Thơ Chân Chính. Ngày xưa, ở vương quốc Dagestan, có một ông vua nổi tiếng bạo ngược. Dưới triều đại ông ta, nhân dân hết sức lầm than. Thế rồi, khắp nơi bỗng truyền đi một bài hát thống thiết, lên án thói hống hách, bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân. Mọi người dân từ lớn đến trẻ, ai ai cũng say sưa ca bài hát ấy. Một ngày kia, bài hát lọt đến tai nhà vua. Ngay lập tức, ông ra lệnh bắt cho được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy. Các quan đại thần và lính cận vệ ra sức sục sạo cũng không thể tìm được. Vì vậy, nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và những nghệ nhân hát rong. 3 hôm sau, tất cả những người đó được giải vào cung. Mỗi người phải hát cho nhà vua nghe một bài ca do chính mình sáng tác. Các nhà thơ, các nghệ nhân lần lượt tấu lên những bài ca, ca tụng trí tuệ sáng láng, trái tim nhân hậu và sức mạnh kỳ diệu của nhà vua. Duy chỉ có 3 nhà thơ im lặng, không chịu hát. Nhà vua ra lệnh thả tất cả, còn 3 người ấy thì đem tống giam vào ngục tối. 3 tháng sau, ngài cho giải họ từ ngục giam và phán: "Thế nào, giờ thì các ngươi sẽ hát cho trẫm nghe chứ?" Một trong 3 người đó lập tức cất lời ca tụng quốc vương Dagestan. Ông ta được tha ngay. Nhà vua sai đem 2 người còn lại đến giàn hỏa thiêu
mà phán: Hãy hát lên, hát lên cho trẫm nghe, đây là cơ hội cuối cùng cứu sống các người đấy. Một trong hai người hát lên một bài ca ngợi nhà vua và cũng được thả ngay. Còn người cuối cùng vẫn im lặng. Nhà vua tức giận, hét lên: Trói, trói hắn lại, nổi lửa lên cho ta. Bị trói chặt vào dàn hỏa thiêu, nhà thơ cuối cùng bỗng cất lên tiếng hát. Bài hát vạch trần tội ác của nhà vua, đó chính là bài ca phản loạn được lưu truyền khắp đất nước. Tiếng hát vang lên, cả hoàng cung rung động với ngọn lửa bừng bừng bốc cháy như giận dữ. Nhà vua bất ngờ thét lên: dập lửa mau cho ta, cởi trói ngay cho ông ta. Trẫm không thể mất nhà thơ chân chính và độc nhất của đất nước này. Các em đã nhớ được các tình tiết của câu chuyện chưa? Nếu chưa, chúng ta hãy chú ý nghe lại một lần nữa kết hợp với xem tranh để chúng ta có thể ghi nhớ một cách tốt hơn. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện Một nhà thơ chân chính. Ngày xưa, ở vương quốc Dagestan có một ông vua nổi tiếng bạo ngược. Dưới triều của ông, nhân dân hết sức lầm than. Thế rồi khắp nơi bỗng truyền đi một bài hát thống thiết lên án thói hống hách bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân. Mọi người dân từ lớn đến trẻ ai cũng say sưa ca bài hát ấy. Một ngày kia, bài hát lọt đến tai nhà vua. Ngay lập tức, ông ra lệnh lùng sục bắt cho được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy. Các quan đại thần và lính cận vệ ra sức sục sạo cũng không thể tìm được. Vì vậy, nhà vua ra lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và những nghệ nhân hát rong vào một tối. Ba hôm sau, tất cả những người đó được giải vào cung. Mỗi người phải hát cho nhà vua nghe một bài ca do chính mình sáng tác. Các nhà thơ, các nghệ nhân lần lượt tấu lên những bài ca, ca tụng trí tuệ và trái tim nhân hậu của nhà vua. Duy chỉ có ba nhà thơ là im lặng, không chịu hát. Nhà vua ra lệnh thả tất cả, còn ba người này thì đem tống giam vào một tối. 3 tháng sau, ngài cho giải họ từ trong ngục và phán: Thế nào, giờ các ngươi sẽ hát cho trẫm nghe chứ? Một trong ba người đó lập tức cất lời ca tụng quốc vương Dagestan. Ông ta được tha ngay. Nhà vua sai đem hai người còn lại đến dàn hỏa thiêu và phán: Hãy hát lên cho trẫm nghe, đây là cơ hội cuối cùng cứu sống các người đấy. Một trong hai người hát lên một bài ca, ca ngợi nhà vua và cũng được tha ngay. Còn người cuối cùng vẫn im lặng. Nhà vua tức giận, hét lên: Trói, trói hắn lại, nổi lửa lên cho ta. Bị trói chặt vào dàn hỏa thiêu, nhà thơ cuối cùng bỗng cất lên tiếng hát. Bài hát vạch trần tội ác của nhà vua, đó chính là bài ca phản loạn đã lưu truyền khắp đất nước. Tiếng hát vang lên, cả hoàng cung rung động cùng với ngọn lửa bừng bừng bốc cháy như giận dữ. Nhà vua bất ngờ thét lên: dập lửa mau cho ta, cởi trói ngay cho ông ta. Trẫm không thể để mất nhà thơ chân chính, độc nhất của đất nước này. Để ghi nhớ và khắc sâu hơn những tình tiết của câu chuyện, các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng ta có thể dừng video lại để suy nghĩ kỹ hơn các em nhé. Trước sự bạo ngược của nhà vua, dân chúng phản ứng như thế nào? Đúng rồi, trước sự bạo ngược ấy, họ đã truyền nhau bài hát lên án thói hống hách, bạo tàn của nhà vua và
và nỗi khổ của nhân dân. Vậy nhà vua đã làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình? Đúng rồi, vua đã ra lệnh bắt kẻ sáng tác và tống giam tất cả các nhà thơ và nghệ nhân hát rong vào một tối. Trước sự đe dọa của nhà vua, thái độ của mọi người như thế nào? Đúng thế các em à, mọi người đều bị khuất phục và hát bài ca tụng nhà vua. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một người im lặng. Vậy vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ? Đúng rồi, vì vua khâm phục, kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ không nói sai sự thật các em à. Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn lại các tình tiết chính của câu chuyện ngày hôm nay. Các em có thể dừng video để chúng ta ghi nhớ một cách chính xác các em nhé. Còn bây giờ, sân khấu này là của tất cả các em. Các em hãy mạnh dạn kể lại câu chuyện bằng trí nhớ và giọng văn của mình. Có thể mời ba mẹ, anh chị và những người thân trong gia đình làm khán giả để có thể chấm xem các em được bao nhiêu điểm yêu thương của tất cả mọi người. Nào, hãy cố gắng lên nhé. Chúc các em thành công. Wow, dành tặng tất cả các em một tràng pháo tay thật to vì các em đã kể câu chuyện rất hay, rất đúng nội dung và các tình tiết. Mặc dù giọng văn có khác với thầy, tuy nhiên vẫn nêu bật được ý chính của câu chuyện. Vậy, câu chuyện muốn ca ngợi điều gì? Đúng rồi, câu chuyện ca ngợi về một nhà thơ chân chính, thà chết trên nền lửa thiêu, chứ không nói sai sự thật về ông vua tàn bạo như bao người. Đó là trung thực. Trung thực là đức tính quý báu và là thước đo nhân phẩm của con người các em à. Trung thực lại càng cần hơn trong giai đoạn hiện nay. Hãy luôn trung thực và tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế để chúng ta có thể mau chóng đưa thành phố Hồ Chí Minh trở lại cái nhộn nhịp sôi động vốn có của nó, và rồi các em lại được đến trường gặp bạn bè và thầy cô. Tới đây, chương trình radio trực tuyến Điều Em Muốn Nói xin phép được tạm dừng. Chúc các em thật nhiều sức khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Chào tạm biệt tất cả các em.